Rồi cứ mỗi lần cứ chuyển khoản vài trăm một triệu này mà phiền phức. Sao đây em? Em có thằng bạn trước học cùng nói có việc mượn em 100 triệu, xong bây giờ cứ mỗi tháng cứ trả vài trăm một triệu, chị có thấy phiền không? Mượn 100 triệu mà mỗi tháng chỉ trả cho em được có vài trăm nghìn á? Vâng, đúng rồi. Trước nó mở công ty bị người ta lừa cho vỡ nợ, bây giờ đi làm công nhân ở đâu ấy, em chả hiểu. Em đưa chị đến gặp cậu ta xem như nào. Vâng, đi. Cậu bạn mà em nhắc với chị đó, Quân. Mi tìm tôi à? Xin lỗi Mi nhá, tôi nợ nhiều nơi quá nên mỗi tháng chỉ trả cho bà được vài trăm thôi. Tôi biết là Mi sẽ thấy phiền, nhưng tháng sau tôi sẽ thu xếp trả cho Mi nhiều hơn. Ừ, không sao đâu. À, giới thiệu với cậu nhá, đây là chị Ly, bạn tôi, chủ tịch tập đoàn Sonali. Đây là chị. À, từ, cậu đi rửa cái tay của cậu đã chứ. Không sao đâu em. Chuyện của em chị đã nghe Mi kể qua rồi. Thấy em thất bại mà vẫn nghị lực, dám bắt đầu lại từ con số 0, chị rất là nể em. Mi này, bạn em, cậu ấy dù nợ nần nhưng mà vẫn rất là có trách nhiệm, cật lực lao động để kiếm tiền trả nợ. Dù ít dù nhiều thì cậu ấy cũng vẫn đang cố gắng để trả nợ cho em. Chị nghĩ là con người như thế này em nên trân trọng. Có những người nợ nần họ còn chạy mất luôn, lúc đó thì em cũng chẳng làm gì được họ đâu. Quân này, nếu như em không ngại có thể qua chỗ chị làm việc. Chị sẽ sắp xếp cho em một vị trí phù hợp. Người có nhân phẩm như em chị rất là quý trọng. Thật vậy à? Dạ, em cảm ơn chị ạ.